Trên mạng xã hội cuối tuần vừa qua lan truyền thông tin về việc bắt cóc trẻ em tại thành phố Huế gây hoang mang dư luận tại địa phương. Công an thành phố Huế đã triệu tập 5 thanh niên đăng tin bị đặt lên làm việc. Mày anh hỏi trả lời cái đã. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Quang Huy, sinh năm 1999, ngụ thành phố Huế, phát hiện tại khu vực cây xăng Hương Dinh tập trung đông người nên hỏi và được biết có 4 người phụ nữ bắt cóc trẻ em. Huy đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên Facebook với nội dung bắt cóc tại cây xăng Hương Dinh, mọi người có con nhỏ cẩn thận. Nội dung này thu hút hàng ngàn lượt người theo dõi, bình luận, chia sẻ, gây hoang mang lo lắng. Công an thành phố Huế tiến hành xác minh thông tin sự việc, xác định 4 người phụ nữ là người dân tộc thiểu số đang lang thang để xin ăn, không có việc bắt cóc trẻ em. Thông tin Nguyễn Quang Huy đăng là sai sự thật. Tại cơ quan công an, Huy cho biết sau khi nắm được thông tin là sai sự thật, Huy đã ẩn nội dung chia sẻ và có lời xin lỗi đến mọi người vì làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.